Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Và thưa quý vị, ở phần 2, kết thúc phần 2, Hoàng Vy đang thư dở về cái thông điệp liên bang mà Tổng thống Joe Biden đã đọc vào tối ngày thứ ba một cái bài một cái thông điệp dài, một cái bài diễn văn dài 1 tiếng 13 phút. Phải nói thực sự với quý vị một điều rằng bằng một cách khách quan nhất, chúng tôi chúng ta biết rằng Tổng thống Joe Biden đang ở một cái tuổi đã cao và ông có cái phần chậm chạp hơn. Chúng ta biết một cái điều rằng là ông Joe Biden hay có những cái lời vấp váp và hay nói sai, thậm chí là uh, phải nhìn những cái tờ giấy ghi chép rất là nhiều. Chúng ta biết những cái lỗi đó, những cái sơ hở đó nó xuất phát cả từ về tuổi tác của ông và cả về cái cái bẩm sinh là ông Joe Biden là ông có một cái tật là hay nói lắp. Và thật ra là chúng ta cũng vậy thôi. Nếu như mà một ai mà phải nói suốt một tiếng đồng hồ như vậy, thưa quý vị, thì nếu mà có những cái chuyện mà nói vấp hay nói váp hay là nói chậm thì nó cũng là cái điều dễ nhiên thôi, dĩ nhiên thôi. Và đôi khi một cái người thì có một cái khiếu ăn nói, một cái khiếu ăn nói um, gọi là hoạt ngôn, ha, thưa quý vị hoạt ngôn. Nhưng mà có những người người ta nói, người ta diễn tả nó không có thể lưu loát được. Nhưng mà đôi khi là cái cái sự suy nghĩ. Á, của người ta nó chín chắn hay là cái những nó thể hiện thông qua nhiều cái hành động hơn cái việc mà quan sát của Hoàng Vi tối hôm qua khi mà xem Joe Biden đọc diễn văn có một điều này mà nếu quý vị có xem hoặc là nếu chưa xem thì xem lại ở trên C-SPAN rằng thực sự trong một tiếng 13 phút ông nói khá là lưu loát. Ông nói khá là lưu loát. Và thậm chí thưa quý vị, ông còn có đã gài bẫy được bên một số nhóm Cộng hòa và đặc biệt là Cộng hòa MAGA đó ở, ở, ngay tại quốc hội đó. Một cái một 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 cái câu chuyện gài bẫy như như thế này nè. Nhưng mà trước khi đi vô đó, Hoàng Vi thưa trước là ông Kevin McCarthy là tân chủ tịch Hạ viện. Trước khi xảy ra cái việc mà ông Joe Biden đến quốc hội và đọc thông điệp liên bang theo lời mời truyền thống của ông Kevin McCarthy á, thì vào ngày thứ hai trong cái cuộc họp ông đã nói với lại những người đồng nghiệp của mình đồng viện của mình nè coi mà nói theo ngôn ngữ dân giả là cẩn thận đó quý vị đang thấy cái hình ảnh bắt tay rất là trọng thị của ông tân của ông tân chủ tịch hạ viện và ông tổng thống joe biden ông kevin mccarthy dặn dò những người trong đảng cộng hòa của mình nè nè cẩn thận củi lửa nha và có những cái hành vi phù hợp chúng ta là những thành viên của quốc hội chúng ta có cái đạo đức và có những cái quy định ràng buộc thể hiện ở quốc hội như thế nào và chúng ta nên hành xử một cách hợp lý và ông nói là camera thì ở khắp nơi và những cái mic cũng được cài cắm khắp nơi cho nên những gì mà mọi người nói đó là cũng sẽ được truyền thông cũng như là người dân mỹ ghi nhận và ông có nhắc lại cái câu chuyện của bà nancy pelosi vào lúc mà ông trump mà đọc thông điệp liên bang đó và bà đứng ở đằng sau bà xếp cái rẹt cái thông điệp cái bài diễn văn của ông trump và ông trump thì đối lại cũng không vừa đọc xong khi mà bà nancy pelosi đưa tay ra bắt thì ông trump cũng không thèm bắt tay luôn thì ngày hôm thứ hai kevin mccarthy nói đừng có lặp lại cái câu chuyện đó và mình phải hành xử nói chung là một cách nó có văn minh hơn nó lịch sự hơn cái chuyện dặn dò của ông kevin mccarthy là đúng và là nên nhưng mà nhiều người người ta người ta cảm thấy nó hơi hài ở chỗ là tại sao phải dặn dò những cái điều này nữa và thực ra là phải dặn dò quý vị thấy rồi vì trong suốt cái thời gian vừa qua những gì mà một nhóm hoàng vi nói là chỉ có một nhóm cộng hòa maga đó những cái người mà cực đoan và quá khích đang làm gì ở quốc hội vậy đang làm gì ở quốc hội vậy cụ thể là câu chuyện như sau thưa quý vị ông biden và ngày hôm qua khi mà ông nói về cái thâm hụt ngân sách quốc gia rồi ông nói tới nợ trần rồi ông nói là đảng Cộng Hòa đừng có chống đối chỉ để chống đối nữa mà bây giờ mình bắt tay với nhau mình làm việc đi. Và ông nói đó có một số đảng viên bên phía đảng Cộng Hòa đã muốn lấy cái Medicare bắt giữ những cái chính sách về an sinh xã hội của người dân Mỹ đó để mà làm con tin, để mà lấy cái đó ra để mà đàm phán cái chuyện là nâng nợ trần. Và ông nói là không nên có cái điều này. Thì ngay lập tức ông Biden vừa nói xong, quý vị biết không, ở sàn quốc hội đó, ở sàn mọi những cái vị nhà lập pháp, vu và la lên rất là lớn đến từ phía đảng Cộng Hòa. Đó, đây là cái hình ảnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và gần như là một cái hình ảnh chiếm sống, spotlight ở trên các cái mạng truyền thông xã hội và những cái dòng chính ngày hôm nay thưa quý vị đây là bà dân biểu marjorie taylor green nữ hoàng của show diễn nữ hoàng ở hạ viện hiện nay thưa quý vị tức là bà nói bà liên tục la to lên nói ông biden là một kẻ dối trá và bà bu và bà nói là dối trá bà la rất là to như quý vị và truyền thông đó, những cái ống kính người ta đã ghi nhận lại cái thời điểm mà lúc mà Hoàng Vi xem á, thì đầu tiên mình nghe cái tiếng và phản đối la ó rất là to thì mình biết là bên phía Cộng Hòa người ta không đồng ý khi mà ông Joe Biden ông, ông nói rằng Cộng Hòa lấy cái Medicare và Social Security ra để mà làm con tin như vậy. Và quý vị biết không, Biden hóm lắm ở chỗ này mà mình phải thừa nhận là dù là người chỉ trích ghét hay là thích ông Biden phải thừa nhận rằng đây là một cái chính trị gia lão luyện, thật sự là lão luyện. Khi mà ông nói như vậy á, những cái nhóm cộng hòa người ta la to lên rồi bà Taylor Green nói là nói láo ông Biden nói láo và la to lên và làm những cái cử chỉ như quý vị vừa thấy mà chúng tôi không có tiện mà, mà 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 mô phỏng lại. Thì ông Biden ông chỉ cười thôi. Ông cười rồi ông nhìn qua ông nói: "Ô oh yeah có cái chuyện đó đó chứ. Nếu mà quý vị muốn tôi không có đọc tên ra là nhà lập pháp nào đã gửi cái bản proposal đó cho tôi đâu. Nhưng mà nếu quý vị muốn quý vị đến văn phòng của tôi đi. Tôi sẽ share với quý vị là những cái bản đề nghị đó. Mà cái chuyện này nó đâu có lạ thưa quý vị." trong suốt cái 10 ngày 2 tuần vừa qua, chúng ta thấy là có những cái thông tin mà bên phía Cộng hòa đã đưa ra cái đề nghị là đòi cắt giảm Medicare của người dân rồi cắt giảm tiền Social Security của người dân. Và chính cựu tổng thống Donald Trump, quý vị nhớ không, ông đã khuyên là Đảng Cộng hòa phải thật là chắc, gọi là chắc tay súng đừng có trong cái chicken game đừng có chớp mắt trước ông Joe Biden. Phải làm sao để mà không có nâng cái nợ trần nhưng mà ông donald trump có mở ngoặt đơn nói là nhưng mà đừng nha đừng có đụng đến medicare đừng có đụng đến social security nha là bởi vì trước đó ông rick có thưa quý vị ông thượng nghị sĩ bên phía đảng cộng hòa đã có lên tiếng về cái câu chuyện này rồi và sau đó là một số những cái nhà lập pháp bên phía đảng cộng hòa tiếp tục đồng vọng cái quan điểm đó và ông Kevin McCarthy đã từng lên chương trình NBC News Meet the Press hoàng vi thấy ông có phân bua ông nói rằng đúng có những cái ý kiến bên phía đảng cộng hòa cho rằng như vậy nhưng mà có lẽ ông sẽ không đụng tới hai cái câu chuyện này cái chuyện này là sự thật nhưng mà ngày hôm qua khi mà Taylor Green đã dẫn dắt và la to đây là nói láo và bà làm những cái cử chỉ như vậy đó thì những cái người bên Cộng hòa Hoàng Vi nghĩ chỉ có một nhóm Cộng hòa MAGA thôi thưa quý vị chứ những người mà Cộng hòa chân chính á họ không làm vậy đâu. Họ không làm vậy đâu. Thì ông Joe Biden nói, ồ nếu bây giờ quý vị nói là không có phải không? Thì bây giờ nếu như mà quý vị đồng ý là sẽ không có đụng tới Medicare với là Social Security là những cái chương trình an sinh xã hội cung cấp về y tế cung cấp về uh, những cái tiền trợ cấp cho cựu chiến binh những cái khoản tiền như vậy đó quý vị đứng lên đi quý vị đứng lên cho tôi thấy đi thì ngay lập tức là mấy ông bà cộng hòa đứng lên thì ngay lập tức đó là cái trap đó là một cái bẫy mà tổng thống Joe Biden đã 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 đưa ra để mà buộc những cái nhà lập pháp bên phía đảng cộng hòa trước ống kính của Bá Quan Văn Võ và Cả hàng chục triệu người nhìn vô cái bài cái cái buổi tối ngày hôm qua đã có làm chứng đã thấy rằng cộng hòa đã hứa là không có đụng vô là bởi vì ông Joe Biden trước đó ông nói đó muốn thương thảo gì thì thương thảo nhưng mà đụng tới hai cái đó là sẽ không có thương thảo ông đã nói nhiều lần rồi và ngay ngày hôm qua ông đã gài một cái bẫy mà cái bẫy này đó thưa quý vị nạn nhân là ai nạn nhân là Marjorie Taylor Green nữ hoàng của quốc hội hiện nay Quý vị biết, quý vị nhìn kìa nhìn cái từ cái trang phục của bà Marjorie Taylor Greene đó, mặc áo choàng lông rồi bước vô và như một nữ hoàng của show diễn. Thực sự từ sáng tới giờ khi mà lái xe trên đường, Hoàng viên đi và nghĩ về Marjorie Taylor Greene. Hoàng viên nghĩ rằng thực ra bà không chỉ nên là một nhà lập pháp, một chính trị gia, mà thực ra là bà nên in vô, bà nên bước dấn thân vô cái lĩnh vực giải trí thì hơn. Đầu buổi khi mà bà xuất hiện tại quốc hội, quý vị biết bà cầm theo một cái gì không? bà cầm theo một cái trái balloon, white balloon, để bà bà chế diễu ông Tổng thống Joe Biden. Bởi vì trong suốt cái ngày vừa qua, từ cái ngày 4 tây tháng 2, cái câu chuyện về cái trái kinh khí cầu của Trung Quốc nổi lên đó, mặc dù là ông Joe Biden sau khi ông đã có đưa ra cái mệnh lệnh là bắn hạ cái kinh khí cầu đó, nhưng mà những cái vị tướng bên Bộ Quốc phòng, họ đã tham mưu họ nói rằng chưa có cần bắn hạ đâu vì những cái hệ lụy của nó nếu mà những cái mảnh vỡ đó nó rớt vô cái khu dân cư và cả cái mức độ không có phải thực sự là nó quá nguy hại cấp bách trong cái vấn đề về giỏ thám đâu hãy cho nó bay vô cái vùng biển lựa đúng thời điểm và bắn hạ nó và mình sẽ thu thập những cái mảnh vỡ đó ở trên biển và đem về nghiên cứu và trong đó có cả những cái thiết bị giỏ thám của trung quốc và mỹ đã làm như vậy đưa chiếc F-22 lên phóng ra cái tên lửa 400.000 Mỹ Kim để bắn cái chiếc kinh khí cầu đó. Nhưng mà phía Cộng Hòa không ngừng chống đối ngay khi vừa cái sự kiện đó vừa mới xảy ra. Bà Marjorie Taylor Greene lên nói bắn đi, bắn hạ nó đi. Và ngày hôm qua trước khi bước vô quốc hội, khi mà Tổng thống Joe Biden chuẩn bị đọc cái bài diễn văn liên bang, bà đã xuất hiện trước ống kính của truyền thông mặt cười hơn hớn và cầm cái trái white balloon cầm cái trái bong bóng màu trắng như vậy để mà chế diễu ông Joe Biden và cái vấn đề là như thế này thưa quý vị không phải là ai trong đảng cộng hòa cũng cảm thấy là đây là một cái cư xử đúng mực có những cái đảng viên có những cái chính trị gia ngay trong đảng cộng hòa người ta cảm thấy rất là bực tức ngay vào sáng ngày hôm nay đầu ngày hoàng vi thấy ví dụ như là thượng nghị sĩ Kevin Kramer ở bên đảng cộng hòa Ông nói đó là có một số điều trong cái bài diễn văn của Tổng thống Joe Biden ông có đồng ý đâu. Nhưng mà cái cách hành xử của bà Taylor Green ông nói là nó đi quá xa, went too far rồi. Và nó không cái cách không có phù hợp như thế này nó là sẽ làm tổn thương cho đảng Cộng Hòa mà thôi. Và The Hill rồi Wall Street Journal có rất nhiều những bài nhận định nói cái thái độ, cái phản ứng quá khích của bà Marjorie Taylor Green này á, nó chỉ càng thể hiện, nó chỉ làm cho cái hình ảnh của ông Joe Biden nó mạnh mẽ hơn thôi. Và đúng thưa quý vị, đúng. Người ta nhìn thấy bên cạnh một cái vị chính trị gia, một cái ông tổng thống lớn tuổi nhưng mà rất là lão luyện và dài dặn. Ông cứ cười thôi, ông cứ cười thôi và ông đã bẫy những cái nhà lập pháp bên phía đảng Cộng Hòa phải đứng lên đồng lòng và hứa nha, không có đụng với Medicare nha và Social Security nha. Thì người ta thấy tương phản là một cái hình ảnh nhoi nhoi của bà Marjorie Taylor Greene ngày hôm thứ hai bà này mới post lên social uh, lên uh, lên twitter cái hình ảnh là bà cầm cái búa của chủ tịch hạ viện tức là bà take over bà thay cho ông Kevin McCarthy một ngày vì ông ấy ốm và bà còn nói một câu chú thích tôi nên làm quen với việc này quý vị cái chuyện Marjorie Taylor Green xưa nay điên rồ là cái chuyện chúng ta ai cũng biết hết nhưng mà vì sao cái tình hình này nó vẫn còn tiếp diễn và nó đẩy cái câu chuyện này nó đi quá xa như cái vào tối ngày hôm thứ ba Ai đã tạo ra những cái điều đó thưa quý vị? Chính người dân ở ở Georgia đã bầu bà Marjorie Taylor Greene lên. Yes. Nhưng chính ông tân chủ tịch Hạ viện, ông Kevin McCarthy đã dung túng cho bà Marjorie Taylor Greene được lộng hành như thế này. New York Times đã có nói một câu ông, Marjorie, ông Kevin McCarthy nói rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cái người phụ nữ này. Và I will take care of her và đã để cho bà này lộng hành như vậy một cái người mà có những cái lời tuyên bố sách động tuyên truyền cho thuyết QAnon, non đời xử đương kim tổng thống đời xử những cái người đồng viện của mình là AOC và còn mạnh dạng dõng dạc tuyên bố rằng cái sự kiện bạo loạn ngày 6 tháng giêng nếu mà để cho bà và Steve Bannon mà tổ chức và dòng người đó phải được trang bị súng ống rõ ràng đầy đủ thì sẽ thắng thôi sẽ thành công thôi chứ không thất bại như bây giờ ai đã tạo điều kiện cho Marjorie Taylor Greene làm như thế này đó là cái câu hỏi mà ông Kevin McCarthy phải trả lời cho bằng được ở trong đảng Cộng Hòa. Bởi vì ngay cả một cái người an cơ là một đảng viên bên Cộng Hòa, thưa quý vị, là Joe Scarborough. Ông nói rằng những cái người mà stupid như thế này, như bà Marjorie Taylor Greene, đây là lời của ông Joe, không phải là lời của chúng tôi, thưa quý vị. Ông giận dữ, ông nói những cái người, những cái vị mà dân biểu mà stupid như thế này á, chỉ giúp cho cái hình ảnh của ông Joe Biden nó ngày càng trở nên stronger, vững hơn trong cái thông điệp liên bang mà thôi và đây không phải là lần đầu tiên đây không phải là lần đầu tiên mà bên phía cộng hòa đã có những cái hành xử như thế này thưa quý vị cái thời của ông cựu tổng thống Barack Obama năm 2009 khi mà ông đọc thông điệp liên bang thì cũng có một cái dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa có tên là Joe Wilson ở South Carolina đã đứng lên và nói cái câu y chang và làm cho ông ông Barack Obama sau đó trong cái hồi ký ông kể là ông bị sốc lắm cái dân biểu đó cũng đứng lên nói cái câu you liar nói dối giống như Taylor Green ngày hôm qua nói là nói dối nhưng mà bà này còn độc đáo hơn phải nói là phiên bản có cải tiến là bà làm những cái cử chỉ những cái ngón tay như hồi nãy quý vị thấy đó và bà bu và bà hét rất là to ở trong quốc hội như vậy thì ông Barat oh, đó đây là cái hình ảnh mà nó sẽ đi kèm Hoàng Vi nghĩ là nó sẽ đi kèm với cái sự nghiệp và với những cái gì mà bà Marjorie Taylor Greene thể hiện. Nhưng mà vấn đề đó là thật ra là bà đâu có khe. Bà chỉ muốn tạo ra nhiều scandal càng nhiều càng tốt. Trở lại với câu chuyện các ông dân biểu Joe Wilson mà ông Barack Obama ông kể lại trong hồi ký. Thưa quý vị, ông nói lúc mà tôi đang đọc thông điệp liên bang như vậy, nói về cái đạo luật Obama đó, Tôi bị cái dân biểu như vậy, ông Joe Wilson phản đối bằng cái bản năng của mình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ trong đầu là thật sự là tôi chỉ muốn ngưng lại, tôi đi xuống cái hàng ghế và tôi tát một phát vô cái ông dân biểu này. Đây là cái lời cử cựu tổng thống Barack Obama nói trong cuốn sách ông xuất bản năm 2020 về cuốn sách có tựa đề là một cái miền đất hứa, A promise Land. Quý vị có thể kiểm chứng lại. Ông nói là ông chỉ muốn làm một cái hành động gì đó thôi. Nhưng mà ông đã ngưng lại được và ông chỉ có mỉm cười thôi. Ông không nói. Nhưng mà ông Joe Biden tối ngày hôm qua còn độc đáo hơn là còn gài được mấy cái vị dân biểu đó để mà đi vô cái lời hứa đối với ông nữa. Ông Obama ông nói và sau đó mọi người biết không là chính cái vị dân biểu đó Joe Wilson đã gọi cho tôi và để nói lời xin lỗi xin phải. Và tôi biết là ngay sau đó thì hàng loạt những cái khoản tài trợ đóng góp của những cái bên phía đảng Cộng Hòa đó rót tiền cho cái chiến dịch tranh cử của ông Joe Wilson này rất là lớn vậy thì từ cái lời kể của ông barack obama thì chúng ta mới biết một điều rằng à đôi khi những cái vị chính trị gia họ thể hiện trước cái công chúng trước cái truyền thông và họ tạo ra cái sự nhẫn xỉ như vậy để mà họ thu hút cái tiền tài trợ, để mà họ thu hút cái sự ủng hộ. Đôi khi họ nói không phải để cho người dân Mỹ nghe, đôi khi họ nói không phải để để cho những người trung dung và có những cái trình độ nghe, mà họ nói là để cho cái nhóm khán giả là những người cuồng tín ủng hộ và sẽ đóng góp tiền cho họ nghe. Đó là mục đích của những người như Marjorie Taylor Green. Và ngày hôm qua thưa quý vị, ông Adam Kinzinger ngay từ khuya ngày hôm qua ông lên Twitter và ông post cái hình ảnh của Marjorie Taylor Greene và ông nói rằng mọi người nhìn đi. Đảng Cộng hòa của chúng ta bây giờ có những gương mặt như thế này nè. Quý vị có muốn con cháu quý vị học những cái cử chỉ như thế này hay không? Mà thật sự thưa quý vị khán giả, một cái người bình thường có những cái chuẩn mực đạo đức bình thường như chúng ta đây. Một người lớn khi đang nói chuyện chúng ta cũng thể nào mà nhảy nhót lên và bu và làm những cái cử chỉ như vậy một người bình thường mình không làm như vậy đối huống chi ở một cái 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 cương vị quan trên trong xuống người dân trông vào một nhà lập pháp của quốc hội liên bang và đây là một ông tổng thống đang đọc một cái thông điệp mà có hàng chục triệu người xem quý vị biết là ngày tối ngày hôm qua có cả những người làm truyền thông ở việt nam cũng có nhắn cho hoàng vi và hỏi một câu rằng chính trị ở mỹ như thế này ư chúng ta đâu trả lời được thưa quý vị thì ông Adam Kissinger nói là bây giờ chúng ta có muốn là con cháu chúng ta học những cái cử chỉ này không? Tôi không muốn. Còn quý vị thì sao? Đó là câu hỏi của ông Adam Kissinger là một dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa. Và còn rất nhiều những cái chương trình mà ông Tổng thống Joe Biden nói uh, trong đó có cả cái câu chuyện cắt giảm thuế. Ông nói rằng một cái điều rất vô lý và ông lặp lại nhiều lần là tại sao nước Mỹ lại có ưu đãi cho những cái người siêu giàu và ông nhấn mạnh một lần nữa là những người Mỹ, những gia đình mà có thu nhập dưới 400.000 sẽ không đóng một đồng thuế nào hết. Thêm một đồng thuế nào hết xin lỗi quý vị. Trong khi đó, ông muốn nhắm vô đánh thuế lên giới giàu sụ và ông đưa ra một cái câu thế này, làm thế nào mà những cái tỷ phú, triệu phú lại đóng thuế liên bang ít hơn cả những cái người giáo viên và cả những cái nhân viên cứu hỏa. Ông nói cái chuyện unfair đó hoàn toàn phải được dẹp bỏ. Bên cạnh có một cái số quan điểm mà Hoàng Vi nghĩ rằng bên phía Đảng Cộng hòa sẽ rất là không đồng ý bởi vì ông tổng thống Joe Biden thể hiện quá nhiều cấp tiến thì chắc chắn là những người Cộng hòa bảo thủ sẽ không đồng ý và đây là cái điểm mà ông khó lòng kêu gọi cái sự đoàn kết là bớt chống đối như thời của cựu tổng thống barack obama đôi khi ông phải nhân nhượng một chút để mà có được cái sự đồng thuận trong những cái chương trình hành động của mình như ông joe biden vào tối ngày hôm qua ông có đưa ra một số cái chính sách mà người ta thể hiện người ta thấy là cái sự cấp tiến quá của ông Ông kêu gọi là hãy cấm cái súng tấn công sát thương đi, hãy làm điều đó đi và ông có mời cả cái chàng thanh niên mà quý vị nhớ là trong câu lạc bộ khiêu vũ mà đã ngăn cái tay thảm sát xả súng ở Monterey Park đó thưa quý vị thì thì ông có mời đến quốc hội và ông đưa ra cái thông điệp là hãy chấm dứt cái câu chuyện này. Rồi ông sẽ đấu tranh để cái đưa cái luật uh, uh, cho phép phá thai Roe v Wade đó phải trở lại có hiệu lực. Rồi ông đề nghị là hãy có những cái chương trình hành động thiết thực hơn để bảo vệ cộng đồng LGBT Rồi đấu tranh cho công bằng sắc tộc. Rồi ông nói là ông ghi nhận cái sự đóng góp của cảnh sát nhưng mà cảnh sát cần phải được có cái nguồn quỹ nhưng mà phải được đào tạo một cách bài bản hơn để không xảy ra cái câu chuyện ở Tyree ở Memphis vừa rồi bị năm cảnh sát da đen đồng loạt xử và gây ra cái chết như vậy rất nhiều những cái chương trình hành động mà trong đó tổng thống Joe Biden đưa ra và Hoàng Vi nghĩ rằng những cái điểm đó nó quá cấp tiến ông tổng thống Joe Biden ông cấp tiến hơn cả những người cấp tiến và những cái vị thượng nghị sĩ như là Elizabeth Warren đã vỗ tay tán thưởng rất là nhiều thưa quý vị thì đó là những cái điểm mà bên phía cộng hòa những người cộng hòa bảo thủ khó lòng mà chấp nhận ông và còn rất là nhiều những cái ý đặc sắc trong cái bài thông điệp liên bang nhưng mà tuy nhiên thời lượng chương trình có hạn đã hết rồi và hoàng vi xin phép sẽ được trở lại trong chương trình ngày mai với nhiều tin tức liên quan đến sự kiện trong ngày cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại